nơi trái tim thành phố Bắc Giang sừng sững một biểu tượng mới của giới tinh hoa. APEC Aqua Park, tháp thượng lưu chuẩn sống 5 sao giữa lòng thủ phủ công nghiệp. Khắc tên vào đại lộ danh vọng của giới thượng lưu bằng biểu tượng danh giá. Ngay nhịp đập không ngủ giữa trung tâm của mọi trung tâm. Sở hữu hai mặt tiền đại lộ, siêu kết nối đa điểm chỉ dưới 1 phút. Tận hưởng thiên nhiên ngập tràn với tứ giác hồ điều hòa và công viên trung tâm bao quanh. Viết nên định nghĩa của cuộc sống đẳng cấp với những đặc quyền độc nhất. Mỗi căn hộ sở hữu trọn bộ nội thất chuẩn khách sạn 5 sao, được thiết kế bởi PTW, công ty tư vấn và thiết kế hàng đầu thế giới. Đón năng lượng và hào quang của mặt trời tinh tú, thu tròn cảnh sắc con thành phố từ cao độ độc bản. Chạm tới chuẩn sống 5 sao tiên phòng và duy nhất tại Kinh Bắc, được vận hành bởi Mandala Hospitality Group, thương hiệu quản lý chuỗi 20 khách sạn 5 sao trên toàn quốc. Sở hữu chuỗi đặc quyền tiện ích phóng khoáng và đẳng cấp có 102 Infinity Pool, bể bơi 4 mùa tiêu chuẩn Olympic. Sky Bar, thưởng ngoạn bữa tiệc hương vị với tầm view đắt giá. Glamping Club, cắm trại trên đỉnh tòa nhà cao nhất Bắc Giang. Sky Gardenia, chiều giữa thiên nhiên mây trời. Siêu phẩm đầu tư vào 4 loại hình căn hộ độc đáo. Deluxe View 1 phòng ngủ, City Light 2 phòng ngủ, Dual Key 3 phòng ngủ, Premium Suite 4 phòng ngủ. Duy nhất chỉ 91 căn, dành tặng 91 vị chủ nhân tinh hoa tại thành phố. The Sky Aqua, trải nghiệm phong vị cuộc sống trên đỉnh thượng lưu. Một sản phẩm của tập đoàn APEC.